Xin kính chào quý vị khán giả. Như đã đề cập trong bản tin tài chính kinh doanh tối qua, Amazon đã bắt tay với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, thêm một cơ hội nữa để doanh nghiệp đưa hàng Việt ra nước ngoài. Thậm chí như là từ chổi đót hay là nón lá cũng có thể giao bán. Ví dụ như trong hình đây ạ, hai chiếc nón lá đang bán trên Amazon với giá gần 18 đô la Mỹ, tức là khoảng 400.000 đồng, hay cây chổi này có giá là 12 đô la Mỹ, tức là cũng gần 300.000 đồng, gấp hàng chục lần một cây chổi bán ngoài phố ở Việt Nam. Liệu có phải là làm giàu không khó không ạ? Trang tin Cà Phê F trích dẫn chia sẻ của Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam. Qua Amazon, doanh nghiệp Việt sẽ được đào tạo về thương mại điện tử, học kỹ năng bán hàng trên sân chơi này. Tuy vậy, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại không quên khuyến cáo, để thành công trên Amazon, các doanh nghiệp Việt cần tuân thủ nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Mỗi thị trường Âu, Mỹ, Nhật đều có quy định nghiêm ngặt và doanh nghiệp Việt vẫn phải... Thống kê cho thấy thì có đến 55% người tiêu dùng Mỹ khi mà quyết định mua một sản phẩm nào đó thì họ tìm ở trên trang Amazon những sản phẩm nổi tiếng của Việt Nam như là cao sao vàng, Finpa cà phê hay là cà phê Trung Nguyên cũng đều tìm được đường ra thế giới với trang thương mại điện tử này. Điều này đã tạo ra hy vọng cho hơn 1.000 người bán hàng tham gia hội thảo bán hàng toàn cầu với Amazon. Giá bán một sản phẩm trên trang thương mại điện tử Amazon có thể cao hơn từ 30 đến 40 lần so với giá bán lẻ tại Việt Nam. Lợi nhuận tốt hơn, cơ hội đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng toàn cầu. Amazon cũng chủ động cung cấp các giải pháp bản địa hay các dịch vụ hỗ trợ đơn hàng thông qua quảng cáo sản phẩm bằng từ khóa. Bán hàng với quy mô toàn cầu là không hề dễ, nên chúng tôi tối ưu hóa mọi công cụ cho người bán hàng, chẳng hạn như vấn đề thanh toán, khuyến mại hay quảng cáo. Những công cụ như FBA hay sản phẩm tài trợ, chẳng hạn dùng FBA thì có thể được hỗ trợ từ hoàn thiện đơn hàng, phân loại. Thưa ông Bernard Hay, người ta biết nhiều tới Amazon là một người khổng lồ thương mại điện tử, nhưng chương trình Amazon Global Selling, bán hàng toàn cầu, cụ thể là gì ạ? Phía Amazon nhận thấy một số ngành nghề Việt Nam xuất khẩu mạnh sang Mỹ với tăng trưởng qua từng năm khá tốt. Cho nên quý 4 của năm ngoái, Amazon đã bắt tay với Cục Xúc tiến Thương mại để giới thiệu chương trình bán hàng toàn cầu trên nền tảng thương mại điện tử của Amazon đến các doanh nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu sản phẩm qua thương mại điện tử. Chúng tôi có những mục tiêu như giúp doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu của riêng họ trên Amazon để khách hàng có thể nhận diện và tìm đến. Amazon cũng giúp doanh nghiệp bắt kịp với xu thế tiêu dùng toàn cầu để họ có thể định hướng sản phẩm của mình tốt hơn. Những mặt hàng nào của Việt Nam theo ông sẽ bán chạy trên nền tảng của Amazon? Ví dụ như may mặc, giày dép và hàng thủ công mỹ nghệ. Đây là lần thứ tư tôi tới Việt Nam. Tôi nhận thấy một cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đầy sức sống tại Việt Nam với mong muốn tiếp cận với bán hàng trực tuyến toàn cầu. Đây là điều khiến tôi cảm thấy tự tin thành lập một đội ngũ của Amazon nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt bán hàng trên hệ thống bán lẻ điện tử của chúng tôi. Khi tham gia bán hàng trực tuyến trên Amazon thì người bán được lợi gì và sẽ có những khó khăn gì mà họ gặp phải? Được lợi từ mạng lưới khổng lồ của Amazon, thông qua chương trình bán hàng toàn cầu của Amazon, người bán trên toàn thế giới có thể trực tiếp tiếp cận hơn 300 triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 100 triệu khách hàng Prime tại nhiều thị trường khác nhau của Amazon, cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Khó khăn lớn nhất mà những doanh nghiệp Việt Nam từng phản ánh với chúng tôi đó là rào cản ngôn ngữ, nhưng chúng tôi đang khắc phục. Tháng 9 năm ngoái, Amazon đã ra mắt trang web bán hàng toàn cầu bằng tiếng Việt. Ngoài ra, còn tạo một trang Facebook bằng tiếng Việt và bây giờ chúng tôi có 5.000 người theo dõi. Họ phản hồi rất tốt về những thông tin chúng tôi post lên đó.